Mối quan hệ giữa Phương Mỹ Chi và cha nuôi Quang Lê hiện tại ra sao? Trên trang cá nhân, mới đây Phương Mỹ Chi đã đăng tải hình ảnh check-in tại lớp học. Có thể thấy, mặc dù rất bận rộn với công việc ca hát, nhưng Phương Mỹ Chi vẫn cân bằng rất tốt chuyện học hành. Thế nên không khó hiểu khi nữ ca sĩ sinh năm 2003 luôn sở hữu thành tích học tập rất đáng nể. Đáng chú ý, dưới bài đăng của Phương Mỹ Chi, người hâm mộ cũng đã phát hiện ra động thái đặc biệt của Quang Lê, cha nuôi và cũng là người nâng đỡ Phương Mỹ Chi ở giai đoạn bắt đầu sự nghiệp ca sĩ. Cụ thể, Quang Lê đã ấn nút thích bài đăng của Phương Mỹ Chi trên trang mạng xã hội. Mặc dù nam ca sĩ không để lại bất kỳ bình luận hay lời nhắn nhủ nào đến con gái nuôi, nhưng người hâm mộ cũng có thể thấy được rằng Quang Lê vẫn dành sự quan tâm đặc biệt đến công việc cũng như cuộc sống của Phương Mỹ Chi. Sau nhiều năm kể từ ngày Phương Mỹ Chi quyết định rời công ty quản lý của Quang Lê để phát triển sự nghiệp cá nhân, cả hai vẫn chưa có nhiều cơ hội để gặp nhau trong các buổi biểu diễn hay ngoài cuộc sống. Thế nhưng giọng ca Sầu Tím Thiệp Hồng vẫn luôn dõi theo hành trình trưởng thành của con gái nuôi, khiến người hâm mộ cảm thấy vô cùng yên tâm vì biết rằng mối quan hệ cả hai vẫn tốt đẹp. Năm 2019, Phương Mỹ Chi khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo rời công ty của Quang Lê sau 6 năm đồng hành. Phương Mỹ Chi cho biết, em và ba Lê đã gắn bó với nhau 6 năm qua, em nghĩ đây không phải là quãng thời gian ngắn đối với bất kỳ ca sĩ nào trực thuộc sự quản lý của một công ty giải trí như em. Hợp đồng công việc của em đã hết hạn, em đưa ra quyết định rời công ty là vì bản thân nhận thấy mỗi lúc ước mơ, đam mê nghệ thuật trong em ngày càng lớn. Em mong muốn được làm nhiều thứ, thử sức thêm, mạo hiểm bước ra khỏi vùng an toàn của mình một chút, để đến với những điều mới mẻ hơn. Thời điểm ấy, dù rất buồn nhưng Quang Lê vẫn tôn trọng quyết định của Phương Mỹ Chi. Sau nhiều năm, Phương Mỹ Chi hiện tại đã là một ca sĩ Gen Z rất thành công khi chuyển mình sang dòng nhạc trẻ hiện đại. Những nỗ lực của cô con gái nhỏ, chắc chắn Quang Lê luôn dõi theo và hẳn là rất tự hào về những thành công mà Phương Mỹ Chi đã đạt được. Cảm ơn các bạn khán giả đã ghé thăm kênh Xuất Ngoại Tìm Sao. Mời các bạn đăng ký kênh miễn phí để nhận nhiều tin tức về sao Việt. Xin chào và hẹn gặp lại ở những dòng tin tức tiếp theo.